Tập 44. Đừng sợ. Ha. Cho dù bọn họ đều mặc kệ huynh, muội cũng sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Huynh đừng sợ. Ngủ ca ca, muội kể cho huynh nghe một câu chuyện có được không? Nhớ hồi lúc còn nhỏ, muội và Dương huynh đi thiên sát. Kết quả vào trong Dương cung bị lạc đường. Trong lúc vô tình, muội đã đi nhầm vào một cung điện rất là đẹp. Muội đã nhìn thấy huynh đang gội đầu cho một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Huynh có biết không, muội lớn chừng này rồi, trước giờ chưa từng thấy một nam nhân nào gội đầu cho nữ nhân hết. Tộc cung diệt bọn muội, phụ Dương và Dương huynh đều là nữ nhân gội đầu cho họ thôi. Nước ấm gội đầu lỡ bị nguội rồi, họ còn đạp cho một cái nữa. Muội còn nhớ hôm đó ở trước cửa cung, hoa tử di nở rộ trên đầu của huynh. Huynh cứ xối từng chút, gội tóc cho nữ tử đó sạch sẽ thơm tho, rồi lại cẩn thận nhẹ nhàng dùng chiếc khăn lau khô tóc cho người ấy. Kể từ lúc đó, muội đã chấm huynh rồi. Huynh còn nhớ không, lúc đó muội từng nói với huynh, muội nói nè, tôi thích huynh đó, tôi phải là người đầu tiên của huynh, cũng là người duy nhất. Lúc đó huynh không trả lời muội, tuy hiện giờ huynh cũng không trả lời muội, nhưng mà trong lòng của muội lâu đã là người của chiến Bát Giả rồi. Muội không sợ huynh cười muội, muội cứ thích huynh thôi, chỉ muốn đi theo huynh thôi. Cho dù cả thiên hạ này không đồng ý thì muội vẫn cứ thích huynh. Chiến Bát Giả, huynh hãy nghe cho kỹ đi. Huynh là người tốt nhất mà muội đã từng gặp. Cho nên muội nhất định sẽ không để cho huynh chết. Muội nhất định sẽ giúp cho huynh sống tiếp thật tốt. Huynh có nghe không? Ngũ ca ca, huynh có biết độ pháp của tộc cung diệt muội không? Chắc chắn huynh đã từng nghe rồi có đúng không? Được, hôm nay muội sẽ dùng độ pháp này để cứu huynh. Phù dâu, quả nhiên là thiên môn khư, cái gì đến cũng sẽ đến. Tới đi, người đã biết hết thì ta không cần tốn nước bọt nữa. Có điều hai chúng ta là cùng một thể, hà tất phải vô tình. Rốt cuộc cô là ai, cô muốn làm gì? Tôi chính là cô, cô chính là tôi.
tại sao không giết ta? Không giết được sao? Sợ ta, không dám đối diện với ta. Cũng giống như ngươi không dám đối diện với nội tâm của mình. Mấy thứ đen tối đó vậy? Ngươi đừng hòng dùng yêu thuật này để mê hoặc ta. Mê hoặc ngươi? Không, ta tới để giúp ngươi thôi. Không phải gió thổi, không phải cờ động, mà là tâm động. Vô cực. Mau đi theo tôi. Nhưng mà cha muội đã từng nói, một khi sử dụng độ pháp này, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Ngủ ca ca, muội sợ là lúc huynh tỉnh lại muội không nhìn thấy được. Muội không sợ chết đâu. Thật đó, muội không sợ chết đâu. Muội chỉ sợ không còn được gặp lại huynh nữa. Ngủ ca ca. Hãy hứa với muội nhất định phải sống cho thật tốt. Nhất định phải sống cho thật tốt. Huynh có nghe không? Còn nữa, muội cầu xin huynh một chuyện cuối cùng. Xin huynh đừng có quên muội. Đã nhìn thấy chưa? Có rất nhiều tiếc nuối và sợ hãi. Phải làm sao đây? Qua đó ngủ một giấc đi. Cô ngủ rồi, không cần phải nghĩ nữa. Tỉnh lại đi.
Nhà đầu, nhà đầu, tỉnh lại đi. Cô tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Cô muốn giết tôi? Không sai. Cô là thế mạnh của tôi, nhược điểm của tôi cũng là nhược điểm của cô. Nhà đầu, nhà đầu. Thật không ngờ ở trong thiên môn khư này lại có thể gặp được vô cực thái tử của chúng ta. Ế, không phải ngươi đã chết rồi sao? Ai còn ả phù giao này nữa. Lúc ở giao thành ả thoát được coi như là mạng lớn, nhưng mà ngày hôm nay ả không còn may mắn như vậy nữa đâu. Nhưng mà nói ra thì hôm nay ta phải cảm ơn các ngươi mới đúng. Cảm ơn các ngươi tới đây để chết ngay trước mặt của ta. Hiện giờ bá tánh thiên hạ Ngũ Châu này sẽ chỉ còn nhớ tới một mình trưởng tôn Bình Nhung ta một mình vào thiên môn khư này, còn bình an quay về. Chuyện của vô cực thái tử ngươi từ đây sẽ không còn ai nhắc tới nữa. Đây cũng là chuyện thông minh nhất mà trước giờ huynh từng làm. Vậy thì mấy năm qua đa tạ thái tử điện hạ đã dìu dắt và giúp đỡ. Bây giờ ngược lại ta có chút hối hận. Đánh ra lúc đó không nên tha mạng cho huynh. Trễ rồi. Châu, châu, châu,
Chiến tướng Quân rốt cuộc bị làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không hả? Quân ấy sắp tỉnh lại rồi. Thiệt hả? Chiến tướng Quân sắp khỏe rồi sao? Tốt quá rồi. Chiến tướng Quân thực sự sắp tỉnh rồi. Vậy cháu cô. Cháu. Cô sao vậy? Cô đã làm gì? Ta cứu Quân ấy. Cô cứu tướng Quân. Mắt của cô. Châu à, cô bị điên rồi hả? Tại sao cô làm vậy chứ? Chúng ta có nhiếp khung linh, có thể cứu ngài ấy sẽ không chết đâu mà. Không cần phải hy sinh đôi mắt của cô chứ. Đó là đôi mắt của cô chứ bộ. Tiểu thất, Ngũ ca ca sắp tỉnh lại rồi, đừng làm ồn quân ấy có được không? Châu à, mắt của cô, đôi mắt của cô. Châu. Tiểu thất, ta xin ngươi một chuyện, có được không? Ngươi hứa với ta có được không? Không được. Châu à, không sao chứ, có sao không vậy? Ngươi phải hứa với ta một chuyện, có được không? À, được. Lúc Ngũ Cách Ca tỉnh lại, đừng nói với huynh ấy, ta không muốn huynh ấy cảm thấy áy náy. Bất luận ta phải trả giá như thế nào, đều là ta cam tâm tình nguyện. Nếu như ta biết mình có thể cứu huynh ấy mà lại trơ mắt nhìn huynh ấy chết, đó mới là thật sự lấy mạng của ta. Nhưng mà ngài ấy có biết không hả? Tuyệt đối đừng nói cho huynh ấy biết hả? Ta hứa với cô. À, đúng rồi. Cái gì? Chừng nào Ngũ Ca Ca tỉnh lại, chắc là huynh ấy sẽ vô cùng sợ lạnh. Ngươi nhất định phải đốt lò than cho huynh ấy sưởi ấm. Tuy là huynh ấy không thích nóng, nhưng mà chuyện này không theo huynh ấy được. Còn nữa, huynh ấy thích ăn thịt nai núi hầm nấm tuyết, còn thích uống rượu lăng tử của Tửu Lầu Thành Tây. Nhưng mà rượu đó nhớ phải hầm cho ấm. Còn nữa, chuyện gì nữa? Sau khi huynh ấy tỉnh lại, sau khi tỉnh lại xong, không được ăn dầu mỡ. Người nhớ phải chuẩn bị cho huynh ấy một ít rau củ, trái cây tươi, ha. Trong thành bản đồ này, nếu mà sáng sớm tới thành Nam sẽ mua được. Yên tâm đi nha. Giúp ta chăm sóc huynh ấy. Nhất định phải chăm sóc tốt cho huynh ấy. Từ từ thôi. Mong mong bài hư xì xì.
嬉戏，忽而为鬼不知其迹。苍山茫茫，白日西西，忽而为鬼不知其迹。高杰，nó không phải ánh sáng ngũ sắc sao? Lần trước của Châu từng thấy là khi Du Cực Thái Tử một mình xông vào Thiên Môn Khư. Bây giờ xem ra... Đúng vậy, xem ra Dược Vương Điện Hạ này á cũng đã xông vào Thiên Môn Khư thành công. Đúng là hiếm khi Lưỡng Tôn Thị có tới hai thiên tử. Đúng là phúc phần ngàn năm của Ngũ Châu. Bao giờ mới ra chứ? Vậy là sao? Vậy sao chờ hoài không thấy ra gì không biết. Dương Huynh, xem ra lãnh thổ thiên sát ta sắp rộng thêm gấp đôi rồi. Ra rồi hả? Vô cực thái tử vẫn còn sống sao? Tham kiến Vô Cực Thái Tử Điện Hạ. Tôn Quận, thôi đứng đi. Người về rồi, cuối cùng người cũng về rồi. Đúng là ông trời phù hộ thiên quyền. Thái tử quả nhiên là chân mệnh thiên tử, gánh vác trọng trách, trời định sẽ bình an quay về. Hôm nay bổn vương đúng là quá vinh hạnh, được nghênh đón tới hai vị hoàng tử của thiên quyền. Đúng là phúc của thiên sát. Coi ra hôm nay Vô Cực Thái Tử lại tái hiện kỳ tích rồi. Đấy, Thái tử về là quá tốt. Kỳ tích. Thái tử đã tới Bàn Đô hồi nào vậy? Sao lại không nói một tiếng? Nhờ phúc của ngài chưa chết tại Bàn Đô. May mắn. Cung nghênh Vô Cực Thái Tử Điện Hạ quay về. Cung nghênh Vô Cực Thái Tử quay về. Cứu ta, Vô Cực à, ta có thuốc giải, Vô Cực. Vô Cực. Mình nói cái gì? Ta không có nói gì hết. Lúc trước ta xin quỳnh thuốc giải, tại sao lại không đưa? Ta còn không phải gì vì ả đã cắt của ta. Cho quỳnh thêm một cơ hội, bây giờ đưa thuốc giải đi, ta sẽ tha cho quỳnh. Ta không thể đưa ra được gì hiện giờ. Chuyện này, thuốc giải chính là máu của ta. Năm xưa sư phụ lúc chế ra độc tỏa tình này, vì độc tính quá mạnh, người trúng độc muốn giải được phải liên tục dùng thuốc giải suốt 7-7-49 ngày mới được. Nhưng sau khi sư phụ chết, chỉ có máu của ta mới giải được độc thôi. Dựa vào đâu bọn ta tin ngươi? Ta xin thề với trời đất, tất cả điều ta nói đều là sự thật. Được, nếu đã như vậy, ta cũng có thứ này muốn cho ngươi coi. Để ngươi muốn làm gì? Thứ trên tay ta, lúc trước Tông Diệt đưa nó cho ta, gọi là thất khứu liệt cốt hoàng. Người thuốc này uống vô không bị sao hết, chẳng qua là thất khứu chảy máu nứt xương mà chết. Người để nhớ, thuốc giải đổi thuốc giải.
Sao rồi? Máu của hắn quả thật là thuốc dẫn. Đợi tôi gom đủ dược liệu là có thể bào chế thuốc giải rồi. Phù Giao chịu khổ như rồi. Đi thôi. Ê, nè. Ê. Vô Cực. Thuốc giải. Thuốc giải. Thất cứu liệt cốt hoàng lúc trước huynh đưa cho Phù Giao. Huynh trưởng lời uống rồi. Loại kịch động như vậy nhân lúc còn sớm nên giải đi, để tránh đại ca tôi thất khứu chảy máu mà chết. Phải. Được. Ê, đừng có nóng. Nửa viên này ngươi cầm lấy cứu mạng, còn nửa viên này ta phải giữ lại. Chỉ cần Dực Dương chịu ngoan ngoãn nghe lời, mấy ngày nữa tự nhiên ta sẽ mang thuốc giải tới tận phủ. Ngươi Vô Cực, chẳng phải là chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Ngươi không thể nào nuốt lời được. Lúc nào huynh cũng dồn tôi vào chỗ chết. Tôi không giết huynh, lại còn cứu huynh. Đại ca, có phải tôi quá nhân từ với huynh rồi hay không? Không có. Hành Dương đến. Vô Cực thái tử, Dương huynh biết được thái tử mệt cả ngày rồi, sẽ tiếp đãi không chu toàn. Tối nay cố tình chuẩn bị thiên sát Dương Yến, xin nhị vị hoàng tử hãy nể mặt mà đến dự yến. Vô Cực vừa mới cứu Tư Nhất Sinh, đã tiêu hao hết sức lực. Dương Yến này để hôm khác đi. Sao tôi lại không nhớ từng đưa liệt cốt hoàng gì đó cho Phù Giao? Chuyện này là sao? Chỉ là viên đất của ấy do tròn lại thôi. Thật không ngờ trưởng tu Bình Nhung lại tin là thật. Con người tham quyền thì sẽ sợ chết, sợ chết chắc chắn sẽ đa nghi, đến cuối cùng ngay cả thật giả cũng không phân biệt được. Phong cách hành sự của nha đầu Phù Giao đúng là càng ngày càng giống ai kia. Đây gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó. Vậy thuốc giải huynh cho hắn là sao chứ? Thuốc độc. Yên tâm đi, không có chết đâu, chỉ là hơi khiếm nhã một chút thôi. Dực Dương điện hạ, ở trong Thiên Môn Khư xảy ra chuyện gì vậy? Sao tên thái tử kỳ bước ra được? Ta làm sao mà biết được chứ? Dương huynh hỏi, bây giờ thái tử về rồi, chuyện lúc trước ngài hứa với huynh ấy. Bây giờ mà còn chạy tới đây hỏi ta sao? Trong mắt các người chẳng phải chỉ có mỗi tên Vô Cực thái tử kia thôi sao? Ta nói cho các ngươi biết. Vậy Nhiếp Khung Linh của thiên sát chúng tôi? Nhiếp Khung Linh. Nếu không phải cái thứ đó của mấy người vô dụng thì bây giờ ta có thể thảm như vậy hay không? Nếu Dực Dương điện hạ không biết sử dụng, sao không chịu đem trả sớm chứ? Ta thiệt là tức chết đi được. Dược liệu mà tiên sinh kêu tôi đi tìm mấy ngày nay đã đủ hết rồi nè. Chỉ là hoa hồng cát nhã thật sự không tìm được. Mấy cái đó ta đã sai người đi lấy rồi, chắc sẽ mau chóng có thôi. Hả? Sa mạc cát nhã vừa xa vừa nguy hiểm, ai mà chịu đi lấy chứ? Tông tiên sinh, có người tìm. Tông tiên sinh, cái này là thứ mà ngài cần. À đúng rồi ha, dưỡng nhan lộ của Ngự Nê Phường nguyên liệu chính là hoa hồng cát nhã. Tông mộ đa tạ trưởng quầy, phiền bà đích thân tới đây. Không dám. Hy vọng hoa hồng này giúp ích được cho tông tiên sinh đây. Tôi xin phép cáo từ trước. Anh đa tạ. Mau giúp ta chế thuốc cho Phù Giao đi. Chiến bắt giả. Huynh nằm xuống. Phù Giao. Huynh tỉnh rồi.
Tôi còn đang tính dùng cái này để cứu mạng huynh, không ngờ huynh đã tỉnh lại rồi. Vật quan cố chủ. Nhiếp Khôn Linh sao? Chuyện này là sao? Huynh ngủ quá lâu rồi. Lúc huynh đang ngủ say đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đợi huynh bình phục, tôi sẽ kể cho huynh nghe từng chuyện một. Huynh nghỉ ngơi cho lại sức, tôi báo mọi người biết huynh tỉnh rồi. Phu giáo, trong lúc ta đang hôn mê, có phải cô đã hát cho ta nghe không? Bài hát của thiên sát đó. Tôi mà hát thì khó nghe lắm đó. Sẽ làm huynh sợ cho coi. Tiểu thất. Hả? Phụ giáo tỷ. Chiến Bắc Giả tỉnh. Hả? Rồi. Châu Châu đâu? Châu Châu hả? Cô ấy mệt quá nên ngủ trước rồi. Cô ấy đi ngủ hả? Cô ấy mà nỡ ngủ. Chẳng phải mấy ngày liền cô ấy luôn chăm sóc cho Chiến tướng quân sao? Có được nghỉ ngơi gì đâu. Chắc là hôm nay không chịu nổi nữa nên đi ngủ rồi. Nhưng thôi đi, cứ để cho cô ấy ngủ. Cô ấy cũng mệt quá rồi. Chừng nào thức dậy sẽ biết Chiến Bắc Giả đã tỉnh rồi. Chắc sẽ mừng lắm cho mà coi. Cược một danh tiền để tao đoán thử cô đang nghĩ cái gì nghe. Không có tiền, tôi đang nghĩ thuốc của Lan Trung đưa đắng quá. Độc tỏa tình trong người cô coi như đã được giải, nhưng mà... Nhưng sao? Độc tuy đã giải, nhưng nội trong 7 ngày không được ăn đồ có tính hàn. Biết rồi. Thuốc giải tôi đã đưa cho cô ấy uống, 7 ngày sau sẽ giải hết độc. Nhưng mà có một chuyện rất kỳ lạ. Quỳnh nói mạch thượng của cô ấy. Bình thường thì sau khi giải độc, mạch thượng cô ấy đáng lẽ lưu thông bình thường. Nhưng mạch thượng của phù giao lại đi ngược. Huyết mạch toàn thân có nguồn sức mạnh mới, có khuynh hướng càng ngày càng mạnh lên. Vậy thì trong lúc hai người ở Thiên Môn Khư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có khi nào trong Thiên Môn Khư, phong ấn trên người cô ấy không biết đã bị thứ gì tiếp xúc, trời xui đất khiến đã giải trừ rồi? Chẳng lẽ huynh chưa từng nghi ngờ gì sao? Rõ ràng huynh đã biết cơ thể phù giao có mấy luồng sức mạnh tương tả đối kháng nhau. Tuy mỗi lần giải phong ấn, mạch thượng cô ấy sẽ bình ổn hơn đôi chút, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại càng lúc càng mạnh. Luồng sức mạnh bất thường này rất nguy hiểm. Thuật phong ấn đã biến mất khỏi Ngũ Châu hơn ngàn năm nay, sao lại xuất hiện trên người của phù giao chứ? Mà còn tới 5 tầng, cô ấy chỉ là đệ tử lưu lạc của Quyền Nguyên Sơn thôi sao? Chẳng lẽ huynh thật sự chưa từng nghi ngờ? Tài trí không ai qua Tôn Thần Y, nhưng mà với tôi mà nói, tôi chỉ biết một điều, cô ấy là phù giao của tôi, vậy là đủ rồi. Thật sao? Con là người được trời chọn của Chân Diệp Quyền Lệnh, chỉ có con mới thay đổi được càn khôn, tìm được thiếu nữ đá ngũ sắc. Nếu không, Ngũ Châu sẽ vì cô ta mà từ đó lại vạn kiếp bất phục. Thank you.
Bệ hạ, có tin rồi. Lên đây rồi nói. Vô Cực Thái Tử vẫn còn sống, ngài đã phá được Thiên Môn Khư. Bọn họ nói mấy ngày nay nàng không ăn uống gì, sao phải khổ vậy? Thiếp như vậy chẳng phải rất hợp với ý của bệ hạ sao? Nàng là hoàng hậu của Thiên Quyền, hoàng hậu được an khang thì mới hợp tâm ý của trẫm. Bệ hạ hà tất phải nói mấy lời giả tình giả ý đó chứ? Hiện tại tất cả đã như ý nguyện của bệ hạ, thiếp là sống hay chết, bệ hạ đâu còn để ý. Kẻ mà ta hận vẫn còn sống, sao lại nói là thuận tâm ý của ta được? Hoàng hậu, nàng có hận hắn không? Tại sao thiếp phải hận người đó? Nàng vì hắn mất danh tiếng, mất liêm sĩ, ngay cả tôn nghiêm của một hoàng hậu nàng cũng không cần, nhưng hắn lại bỏ rơi nàng, chỉ lo cho sự sống chết của bản thân. Bệ hạ, cả đời này của chàng chắc là chưa từng thật lòng yêu bất cứ ai, cũng chưa từng thật lòng tin tưởng ai hết. Nếu bệ hạ nói người đó bỏ trốn, trong lòng thoải mái hơn đôi chút, vậy thì tùy ý của bệ hạ đi. Còn thiếp, bản thân thiếp tự biết rõ. Chỉ có người đó được sống tốt mới có cơ hội tới cứu thiếp. Thiếp chưa từng hận người đó, ngược lại thấy được an ủi. Vậy nàng càng phải nên sống cho thật tốt. Trưởng tôn huynh, lấy thiếp làm mồi để bày kế hại người đó, mấy chuyện như vậy sau này thiếp không nhịn nhục nữa đâu. Lúc trước còn có Vô Cực, thiếp lo cho tiền đồ của nó, chuyện gì cũng nhẫn nhịn. Bây giờ Vô Cực không còn nữa, ở trong cái lồng son này sẽ không còn bất cứ ai hay chuyện gì có thể khiến chàng bức ép được thiếp. Đời này của nàng, đối với người, đối với việc, lúc nào cũng có phán đoán sai lầm. E là lần này lại khiến nàng thất vọng rồi. Vô Cực vẫn còn sống.